Dạ Nam Mô A Di Đà Phật, thầy nghe được tiếng của con chưa ạ? Rồi để micro sát sát bên chút xíu nữa, lớn lớn lên chút nữa nè. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật ạ. Tốt rồi, tốt rồi. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật, kính bạch thầy Dấu Âm Tịnh Hải, xin cho con hỏi một câu. Pháp hộ niệm bất khả tư nghì, pháp hộ niệm là đại cứu tinh cho hàng phàm phu nghiệp chướng sâu lặng như chúng con được liễu thoát sinh tử ngay trong một đời này. Pháp hộ niệm vi diệu như vậy thì đúng ra là càng đi hộ niệm thì chúng con càng được tăng trưởng niềm tin, tăng trưởng sức nguyện. Nhưng tại sao vẫn có những người đã đi hộ niệm nhiều năm sau vẫn bị thối tâm? Họ đã bỏ cả hộ niệm, bỏ cả niệm Phật, bỏ cả con đường thành đạo trong một đời. Chúng con kính xin Thầy từ bi giảng giải cho chúng con do những nguyên nhân gì mà những người đi hành hộ niệm lại bị thối tâm đạo, cuối cuộc đời lại gặp rất nhiều chướng ngại như vậy. Chúng con xin thành kính tri ân Thầy. Nam Mô A Di Đà Phật ạ. A Di Đà Phật. Diệu Thành mới thấy hai ba người mà đã than rồi. Trong khi tình thái này thấy nhiều người lắm. Ban đầu thì tin, sau cùng thì bỏ. Ôi tội nghiệp cho chúng sanh quá, làm sao đây? Đã nói rồi, tất cả đều ở tại căn lành của họ. Căn lành có chút chút cho người ta phải tin. Phải tin mà tin, tin chút chút cho được, chưa tin nhiều. Và vì có căn lành nhưng mà lý đạo hình như cũng chưa thông lắm. Cái lý đạo này nó thuộc về phước báu đấy chứ vậy. Cho nên có căn lành gọi là thiện căn, rồi có phước báu nữa, hai cái nó hợp lại với nhau làm cho cái đường tu hành của họ nó an ổn hơn. Nếu có căn lành chút chút cho nên có tin, có đi niệm Phật, nhưng mà phước báu chưa đủ, tức là cái hiếu đạo vẫn chưa phải là nhuần nhuyễn đâu. Thành ra khi gặp người này nói ra, người kia nói vào thì thường thường khói tâm. Hoặc là nhiều khi đi hộ niệm gặp một vài chướng duyên gì đó tự nhiên khói tâm là cái chuyện hết sức bình thường. Tất cả đều ở tại chỗ này đây. Cho nên thường thường cái người đi niệm Phật đừng bao giờ mở tâm ra mà mong cầu đủ thứ. Coi chừng nếu thực sự lý đạo mình chưa vững, gặp những người chúng sanh không tin, ta nói vài ba câu làm cho mình xuống tinh thần liền, nhiều lắm đó chư vị ơi. Chính vì thế mà Ngài Tịnh Không thường nhắc nhớ rằng tu đường nào phải tu một đường, đi thắng một đường, đừng nên mở tâm mở ý ra mà đi lung tung thì kẹt lắm. Ở trong những cái đạo tràng của Tịnh Tông, người ta để bốn cái con khỉ, chứ vì còn nhớ cậu Nguyễn không, một con khỉ là bịt con mắt. Tại sao bịt mắt vậy? Có nghĩa là đừng nên nhìn. À, mình tu niệm Phật này sao khô khăn quá, người kia tu ra cái hay ha, qua nào pháp này pháp nào hay quá. Coi chừng mở cái nhãn căn ra, nhìn lung tung ban hết. Coi chừng phân tâm từ cái nhìn này. Cho nên cố gắng định tâm lại. Một cái con khỉ nữa là bịt cái lỗ tai lại. Bịt lỗ tai chi vậy? Xin đừng nghe lời người thế gian nói. Xin đừng nghe những người không tin nói. Xin đừng nghe những lời thiếu thiện căn nói. Người ta đi đường nào thì kể người ta, mình đi đường của mình thì cứ đi. Ngài Tịnh Âm thường nhắc nhở: đồng hành đồng nguyện thì tu chung với nhau, không đồng hành đồng nguyện thì đường ai nó đi, cớ chi chúng ta mới nhiều lời. Để chi vậy? Để chúng ta bảo vệ đường đi của chúng ta, đừng chao đảo. Rồi một con nữa thì bịt cái gì chứ vậy? Bịt cái miệng lại. Thấy người ta nêu ra ý kiến lạc,
không cãi, nhất định không cãi, không bàn, không luận nha chư vị. Cho nên tôi giảm thường nhắc nhở là khi gặp những người không tin, người ta nêu lý này lý nọ mình ấy, à anh hay quá rồi, mình a di đà Phật rút lui về để mà giữ cái tâm mình thanh tịnh là tốt nhất. Nếu mà chư vị vội vã tranh lý tranh luận với người ta, coi chừng tưởng là mình thắng, nhưng không ngờ coi chừng bị chúng sanh kéo đi mất đấy. Cho nên bịt cái miệng lại, không cần bàn thảo. Anh chấp nhận hiện tượng này thì tới đây tu chung với tôi. Không chấp nhận thì đường anh đi, đường tôi đi, tôi không phá anh thì anh cũng không phá tôi. Chúng ta gọi là kính với nhau, nhưng mà không đồng lòng đi với họ. Bịt lỗ tai ngại là tôi không nghe anh nói đâu, anh nhất định nói gì nữa, không nghe, tôi chỉ nghe Phật dạy. Phật dạy là thời mà pháp này đến độ thành tựu thì tôi nghe Phật nói, tôi quyết định niệm Phật để trở về Tây Phương. Anh có nghe không? Chị có nghe không? Không nghe thì chị nghe con đường nào đó tùy, nhất định không bàn luận. Bịt cô mắt lại, anh tu con đường hay nào tốt nào kệ anh, tôi tu con đường như vậy tại vì tôi nghe Phật dạy là thời mạt pháp này ức triệu người tu hành tìm không ra một người chứng đạo, không phải đơn giản. Thì niệm Phật là Phật dạy, chúng ta phải y giáo phụng hành. Mà như vậy thì tự nhiên, xin thưa với chư vị, chúng ta giữ được cái tín tâm thanh tịnh, chúng ta có cái quyết định cụ thể chúng ta đi, thì tự nhiên đường chúng ta đi không bị trở ngại. Chứ nếu mà chư vị vội vã tranh hùng tranh bá với thiên hạ, coi chừng nó lún vào cái tình trạng của là đấu tranh kiên cố trong thời mạt pháp này. Chư vị phải rụng rời hết trơn, người ta rụng rời đã đành mà mình cũng rụng rời nữa, thành ra không tốt. Mong chư vị hiểu được như vậy. Phải nhớ là đường ta đi như vậy, ta cứ đi cho thẳng, tự xét mình đi đúng chưa, mình đi theo đúng lời Phật dạy chưa, đã có những người thành tựu chưa, thấy rằng ta đi đúng kinh, đúng lời Phật dạy, ta tu theo pháp môn hợp căn hợp cơ, đã có người thành tựu rồi, thì lấy cái đây làm cái báo chứng cho chúng ta, chúng ta vững vàng mà đi, không tranh không luận, thì mới có cái cơ hội gìn giữ được cái tâm đạo vững vàng để chúng ta bốc thoái mà bản thân thành đạo nhé. Nếu mà cãi cọ là coi chừng kẹt lắm đấy. À, Di Đà Phật. Chúng con xin thành kính tri ân công đức của thầy Diệu Âm Tịnh Hải.